Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về chế tác vàng và kim cương. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một sản phẩm đúc bằng vàng. Đây là chiếc bút được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và có một con rồng 3D rất đẹp uốn quanh trên cái nắp bút. Và cái bút này hiện tại là phiên bản vàng không, và sắp tới sẽ có một phiên bản đến kim cương ở trên nắp bút và ở dưới đáy bút, đồng thời đến kim cương ở ngay chỗ ren bút và ở cái phần quay bút để mà cài túi áo. Hiện tại thì chiếc bút này, cây bút này được đúc hoàn toàn là vàng nguyên khối đúc ra AU750 với sự kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng Rogol đã tạo nên điểm đặc biệt cho cái bút này với hai màu rất đẹp, rất hoàn hảo. Tương phản giữa vàng hồng vàng trắng đã tạo nên điểm màu lấp lánh trên cái bút này. Đây là con rồng 3D. Hiện tại con rồng này Kỳ Lân đã làm nó vừa khuôn khổ nằm trong cái nắp bút, và sắp tới Kỳ Lân sẽ ra tiếp một phiên bản cây bút rồng 3D uốn lượn quanh cây bút, và một phiên bản nữa rồng 3D sẽ râu dài hơn, sẽ uốn lượn từ trên nắp bút xuống dưới phần thân bút kết hợp lại. Khi chúng ta rút ra thì thành hai khúc rồng mà gắn lại thành con rồng dài rất đẹp, và hãy đón xem phiên bản đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về cây bút vàng nguyên khối có gắn một con rồng 3D trên nắp bút. Đây là chi tiết nguyên cái nắp bút, nguyên cây bút vàng 4 số đúc ra AU750. Đây là vàng trắng nè, đây là vàng hồng, đây là con rồng, và trên con rồng 3D này có hai con mắt là bằng đá ruby. Và cũng như những clip trước thì một bạn đeo bao tai để thể hiện sự đẳng cấp của thương hiệu Luxury Kỳ Lân. Và Kỳ Lân thì xin phép Kỳ Lân sẽ dùng tai không đeo bao tai để mà mình review thực tế, để khi quý khách xem qua video cảm nhận được khi chúng ta cầm trực tiếp vào sẽ như thế nào để dễ hình dung hơn ạ. Rồi, kể cả cái phần mà quay cài bút này, để mà chúng ta khi bọc vào, đeo vào túi áo cũng được làm từ vàng nguyên khối đúc ra, và đây là vàng trắng. Cái phần trên đầu nắp bút thì Kỳ Lân có khắc cái logo vương miện của Kỳ Lân, nguyên cụm logo luôn, logo vương miện Kỳ Lân Luxury. Và phiên bản sắp tới Kỳ Lân sẽ đính một viên kim cương tròn to vô đây, và một viên kim cương tròn to ở phần đáy bút này. Sắp tới sẽ có phiên bản đó, xin mời quý khách đón xem. Rất đẹp, rất chi tiết, sắc sảo. Bởi vì một sản phẩm cao cấp và một sản phẩm luxury thì phải đủ những cái yếu tố, những cái chi tiết khắt khe về độ hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo và độ chi tiết, sắc sảo, sắc nét. Và theo tiêu chí chuẩn của châu Âu, công nghệ nén vàng đặc biệt, nén vàng chuẩn không bị bọt vàng, vàng y đúc ra, hội chuẩn ra AU750, và vàng trở nên sáng bóng đẹp, không bị đỏ, không bị bã trầu, vàng chuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn chi tiết vào những cái chi tiết nhỏ nhất để chúng ta thấy sự hoàn thiện, hoàn mỹ nhất. Và với máy móc chuyên nghiệp và đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ cho sản phẩm Luxury Kỳ Lân đã tạo nên được những sản phẩm vô cùng đặc biệt mà sánh vai với các nước ở trên thế giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thân bút rất là dễ thương, rất là dễ thương. Ngòi bút mà Kỳ Lân đang sử dụng là của hãng Montblanc. Ngòi bút này thì đã có tiếng tăm trên thế giới rồi. Một hộp thường có hai ngòi, và đây là ngòi bút rất êm. Bây giờ Kỳ Lân thử thay vào. Nếu như cái ngòi bút này hết thì mình làm sao? Đơn giản lắm. Bây giờ Kỳ Lân thực hiện lại. Chúng ta chỉ việc dặn xoay ngược lại kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ để lấy cái phần thân bút ra, và chúng ta tiếp tục dặn ngược cái răng để lấy ngòi bút ra. Thì cái ngòi bút này ở hãng này họ làm có cái răng trực tiếp trên cái ngòi bút. Thì khi chúng ta thay
chúng ta chỉ việc là lấy cái ngòi bút khác và xỏ vào, sau đó chúng ta xoay là nó sẽ cố định luôn như thế này, sau đó chúng ta xoay lại là xong. À, đây thì hầu như ngày nay người ta lại ít sử dụng bút mực nữa, bởi vì đây là bút bi nước. Viết chúng ta nhìn cái nét mực rất uyển chuyển, màu nước rất là lấp lánh, nhìn ánh ánh y chang như là bút bút máy vậy. Nhưng mà bút máy á, chúng ta phải hay bị dính mực nè, và hay bị hư ngòi, rất là dễ bị tà ngòi. Hồi xưa đi học cũng vậy, bút máy mà mình bơm mực mình viết một thời gian ngòi rất là dễ bị tè, hoặc là đỡ lỡ mà chúng ta rớt xuống cắm cái ngòi xuống nó bị hư thì mà khi hư rồi á không xử lý được, khó lắm. Mà nếu như chúng ta thay ngòi thì đối với mình sử dụng cái ruột của Mon Lăng thì sẽ rất là khó, bởi vì cái ngòi bút máy nó dính nguyên cái cụm, mà mỗi cái bút Mon Lăng hiện tại bút máy người ta sản xuất không nhiều, và kể cả các hãng khác cũng vậy, bút máy họ không sản xuất nhiều thông dụng bằng bút bi. Và bút bi thì nó sẽ đa dạng hơn, và mình có những cái mẫu chuẩn ruột thì cái ruột đó sẽ dùng cho những mẫu như vậy, cái ruột kia sẽ dùng những mẫu như vậy. Còn bút máy khi chúng ta hư bắt buộc chúng ta phải mua một cây bút khác để mà mình thế vào, nó cực, nói chung là nó rườm rà mà cực, và mực khi bơm vào cũng vậy, bơm vào nó cũng cực hơn là cái bút bi này. Mặc dù nó là ống mực hết rồi, mình nhắn vào một cái thôi nhưng mà đôi khi nó cũng không đều mực, do chúng ta bảo quản trong môi trường nữa, nó cũng ảnh hưởng, nói chung là nhiều yếu tố. Và vì vậy đã có ngòi bút bi, mà bút bi bi nước này rồi thì không khác gì là bút máy cả, mà thay cực kỳ dễ. Mỗi lần hết chúng ta chỉ việc mua một hộp như thế này thôi, một hộp như thế này thì có hai ngòi, mua bút ngòi bút của chính hãng chúng ta dùng, rất đơn giản rồi. Và đặc biệt là cây bút này không bị lem mực, ngòi này không bị lem mực, bởi vì thế nên cái ngòi bút thương hiệu của bút Mon Lăng đã nổi tiếng khắp thế giới và giá trị cao, mắc tiền chứ không rẻ tiền như những ngòi bút thông dụng khác. Mà bút thông dụng này là một thương hiệu bút nổi tiếng và có giá trị, và giá cũng không hề rẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào những phần, những bộ phận kết nối để tạo nên cái bút này. Giờ chị Lan sẽ dặn ra nè, được kim đồng hồ để lấy cái phần thân dưới ra. Đây, nguyên cái ống này được đúc từ vàng nguyên khối hết. Rồi lát nữa chị Lan sẽ căng thử là bao nhiêu vàng nha. Kể cả cái răng này, tất cả những chi tiết, nói chung là vàng hết, vàng nguyên khối đúc ra hết, kể cả cái phần đầu dạng này, nguyên cục này, nguyên cái đầu dạng này cũng là cục vàng, vàng trắng. Đây là nguyên ống vàng, vàng hồng. Và chuẩn bị Kỳ Lăng sẽ ra tiếp một phiên bản nữa, là ở đây Kỳ Lăng sẽ đính kim cương chữ Kỳ Lăng Luxury lên luôn. Và nếu như quý khách muốn bất kỳ chữ gì, hình gì, biểu tượng gì, Kỳ Lăng sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu đó. Ví dụ như tên công ty, tên cá nhân, hoặc là logo, hoặc là biểu tượng những con giáp hay gì đó thì Kỳ Lăng sẽ thực hiện y chang như vậy. Và muốn đính kim cương Kỳ Lăng sẽ đính, kể cả những cái ron. Đây, những cái ron này cũng là đúc từ vàng hết. Nói chung là một cái bút hoàn toàn làm từ vàng nguyên khối đúc ra. Rồi phần thân, phần ống ống ngòi cũng vậy, nguyên ống ngòi này được đúc từ vàng, các bộ phận này đều là vàng nguyên khối hết. Đây là vàng trắng, đây là vàng hồng, vàng trắng vàng hồng kết hợp rất hài hòa, rất đẹp, những bộ phận connect lại với nhau. Bây giờ Kỳ Lăng tháo hết ra những bộ phận Kỳ Lăng để lên đây, kể cả cái quay ngòi bút, kể cả cái quay bút này cũng tháo ra được luôn, nguyên một cục trên này tháo được luôn, và cái quay bút này tháo được luôn, và cái phần này tháo được luôn. Nói chung là những bộ phận này đều là rời ráp lại với nhau thành cây bút. Cho nên là khi chúng ta muốn làm một cây bút có nhiều option để chúng ta thay vào cũng được. Ví dụ như là bây giờ mình vẫn sử dụng phần thân bút dưới này, và mình thay cái phần nắp này thành một cái nắp đính hết hột xoàn vô. Thay vì mình làm con rồng, mình không làm con rồng, mình đính hết kim cương vô cái nắp, rồi mình dùng với cái này vẫn được. Hoặc là mình thêm option, mình làm thêm cái đầu nắp bút này, mình sẽ làm một cái đầu, một cái cục có đính kim cương 5.4 chẳng hạn. Khi chúng ta dặn cái nắp này ra, chúng ta thay cái nắp kim cương vào. Hoặc là mình làm thêm một cái quay cây bút này đính kim cương hết vô,
rồi thích mình dặn ra mình thay vào là xong. Hoặc là nguyên ống dưới này mình đính hết phun kim cương vô ống dưới này, rồi xong mình không dùng cái này nữa thì mình tháo ra mình thay cái kim cương vô, tức là từng bộ phận mình lắp ghép lại với nhau thành một cái bút. Chị Lan sẽ cho từng bộ phận module này rời và chúng ta ráp lại thành một cái bút, cho chúng ta chọn option luôn. Một cái bút gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tức là 3 cái phần ROM, nó là 11 bộ phận chi tiết ráp lại thành cái bút, cộng với cái ngòi bút nữa là đủ 12, số đẹp luôn. Rồi bây giờ mình căng thử là cái nắp bút nè, 8 chỉ rưỡi, một lượng 0.4. Cái bút này đã hơn một lượng 6 rồi. Nguyên bộ vỏ bút là hơn một lượng 6, hơn một lượng 6 vàng. Và nếu như đính kim cương vô nữa thì cái bút này giá trị sẽ tăng lên rất là nhiều. Hiện tại là chỉ có vàng không thôi. Và phiên bản tiếp theo là sẽ có đính kim cương ở trên nắp bút và ở dưới phần đáy thân bút. Và đính kim cương vô luôn cái quay bút, và đến kim cương vô luôn cái phần kết nối giữa nắp bút và phần thân bút, cái cụm này. Sau khi chúng ta lắp lại, ráp lại các bộ phận với nhau thì chúng ta đã có hoàn thiện một cái bút như vậy. Một cái bút được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên khối và đính hai viên đá ruby vô trên mắt rồng. Và chúng ta sẽ chờ đợi một phiên bản tiếp theo là đính kim cương tròn lớn ở trên phần nắp và tròn lớn ở dưới phần đáy của phần thân bút, và đến kim cương vô cái vành của cái nắp bút, và đến kim cương phun vô cái quay cài bút. Và nếu như quý khách muốn những cây bút như thế này mang đậm phong cách của mình, hãy nói ý tưởng đó, hãy nói yêu cầu đó, Kỳ Lân sẽ thực hiện ngay và chuẩn chỉnh cho quý khách. Một cây bút được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên khối đúc ra AO750 với sự kết hợp giữa màu vàng trắng và vàng hồng và con rồng 3D, tạo nên một kiệt tác siêu phẩm về đồ chế tác bằng vàng. Và kết hợp với một cái chìa khóa xe. Chìa khóa xe này là chìa khóa xe mà Kỳ Lân đã đúc hoàn toàn là bằng vàng. Toàn bộ cái thân vỏ cũ, chất liệu khác không phải là vàng, Kỳ Lân đã tháo bỏ hết và Kỳ Lân đã thay hoàn toàn vào đây là vàng nguyên khối đúc ra AO750 và đính kim cương. Đính kim cương ở đây Kỳ Lân có hai chỗ. Một chỗ là cái logo vương miện này, là cái logo vương miện của Kỳ Lân Luxury, logo biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực và đẳng cấp, và đặc biệt là logo của sự dẫn đầu trong các cuộc chơi về đồ luxury. Và đây là một viên kim cương chủ rất to ngay chỗ cái ổ kết nối giữa cái móc khóa và chìa khóa xe, nó tạo nên một điểm vô cùng đặc biệt lấp lánh. Và đây là phiên bản thứ hai, Kỳ Lân có làm thêm một cái chốt ở đây để mà mình có thể đeo vào trên cái móc quần của chúng ta, lưng quần của chúng ta, rất đẹp. Và bình thường một cái chìa khóa xe thì chúng ta dùng với những cái móc bên ngoài chúng ta mua, nó sẽ dài lượm thợm, chưa kể tính với những cái ốp, nó dài của phần ốp, rồi phần kết nối, rồi phần cái móc nó sẽ lượm thợm và dài thòn, đi nó sẽ quơ, nó sẽ lắc, nó sẽ đụng. Còn bây giờ Kỳ Lân đã làm ra phiên bản này rồi thì rất là gọn, ôm sát vào cái lưng quần của chúng ta, móc cái gài dây nịch của chúng ta. Và chúng ta cho dù có chạy đi chăng nữa thì nó cũng không có quơ mạnh, nó không có lắc và nó cũng không có quơ lung tung. Và riêng chìa khóa xe bằng vàng này, Kỳ Lân thiết kế là có thể vừa đeo vào móc của lưng quần, vừa là đeo vào sợi dây chuyền mà Kỳ Lân đang đeo, hoặc bất kỳ cổng dây chuyền nào. Bởi vì Kỳ Lân làm cái ren khóa này to lắm, mình có thể đeo vừa hầu như là tất cả những sợi dây chuyền mà mọi người đang sử dụng. Rồi, cụ thể bây giờ Kỳ Lân thử nha. Sợi chuyền này Kỳ Lân đang đeo nè. Kỳ Lân bỏ vào. Xong Kỳ Lân gài lại. Khi mà chúng ta muốn làm mặt dây chuyền thì chúng ta chỉ việc gỡ ra, mở chốt ra và cài vào, đeo vào cái sợi dây chuyền thì ra mặt dây chuyền. Cũng ra gì chứ bộ, cũng rất đẹp và rất độc lạ nữa. Chìa khóa xe bằng vàng nguyên khối vừa là đeo vào lưng quần, móc trên chỗ thắt lưng quần, nó là một sản phẩm trang sức thời trang rất đẹp. Khi chúng ta không muốn đeo, không thích đeo thì chúng ta sẽ cầm lên tay như thế này, là chúng ta đang cầm cục vàng, mà cục vàng này là cục vàng trang sức thời trang rất đẹp, có kim cương, có vàng, vàng trắng, vàng hồng,
Và khi chúng ta không thích đeo vào lưng quần, không thích cầm tay, thì chúng ta có thể đeo vào dây chuyền, mở khóa ra, bật ra, chúng ta sẽ móc vào và khóa chốt lại thành mặt dây chuyền. Bởi vì ở đây kỹ năng thiết kế là có thể xoay tròn được 360 độ và có thể lắc qua lắc lại được và xoay 360 độ. Kể cả cái ví mà kỹ năng đang sử dụng cũng là một combo da với túi xách, thắt lưng, giày. Da cá sấu, bên trong da cá mập và nguyên miếng logo bằng vàng ao 750 18K. Và logo này thì có đến kim cương lên chữ Kalen, còn trên này là khắc chữ Kalen. Và Kỳ Lăng sẽ tháo nắp lưng ra để quý khách xem là bên trong và bên ngoài nguyên khối vàng như thế nào. Đây là chìa khóa cơ. Cái chốt này khi chúng ta nhấn ra thì sẽ bung cái chìa khóa cơ ra và chúng ta gài lại hai nắp. Lò xo rất là mạnh, một nắp, hai nắp. Đây là nguyên cái nắp bằng vàng nguyên khối, mặt trong mặt ngoài ngàm đều là vàng nguyên khối hết. 6 chỉ 68. Và khi chúng ta cài lại rất đơn giản. Cực kỳ đơn giản luôn, móc vào, đẩy vào, khóa chốt. Đặc biệt là nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm thời trang, một cái sản phẩm trang sức cho chúng ta luôn khi chúng ta đi. Nó là một điểm nhấn bằng vàng, hoàn toàn giống như là nó là một cục vàng, một cục vàng và có kim cương. Nhưng mà cục vàng này bao bọc ở bên trong là bao mạch của chìa khóa xe Mercedes. Và không phải là Mercedes không, mà bất kỳ chìa khóa xe nào của hãng nào quý khách có nhu cầu muốn biến thành một cục vàng và có đính kim cương hoặc là vàng không, mà có thể đeo đẹp như vậy, gọn như vậy và sang trọng nó, và đồng thời nó là một cái sản phẩm trang sức, phụ kiện trang sức như thế này, thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury. Rất tinh tế và rất sang, ở một cái level đẳng cấp khác hoàn toàn. Không cần phải hầm hố vàng nặng vàng nhẹ gì hết. Quan trọng nhất đây là sản phẩm luxury tinh tế đẳng cấp mà nó rất là sang và giá trị. Cũng như chiếc áo mà Kỳ Lăng đang sử dụng vậy. Mặc dù rất là đơn giản bình thường, nhưng đây là của một hãng thời trang lớn là Gucci. Một chiếc áo này gần 20 triệu, như là 19 triệu mấy đó. Và Kỳ Lăng có làm thêm là đây là những cái nút áo mà Kỳ Lăng đã làm của mình để gắn vào. Nút áo này cũng được đúc từ vàng nguyên khối ra AU750 và có logo vương miện. Và xung quanh cái logo vương miện, Kỳ Lăng đính full kim cương tròn trên những cái nút. Và kể cả cái kính Kỳ Lăng đang sử dụng cũng vậy, cũng được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên khối. Và mẫu này Kỳ Lăng đã thiết kế ra thành sản phẩm mẫu kính Kalen của Kỳ Lăng. Và toàn bộ thân gọng, thân vỏ của kính này đều là vàng nguyên khối trừ cái kính thôi. Và với điểm nhấn trên cái kính mà Kỳ Lăng đang đeo, chiếc kính Kalen vàng nguyên khối này có hai điểm, hai bên, đó là cái logo vương miện của Kỳ Lăng. Và trên logo vương miện này có đến 3 viên kim cương vuông. Tương tự bên kia cũng vậy, hai bên là hai cái logo bằng vàng đến kim cương, logo vương miện. Và ở giữa này trên sống mũi là 3 viên kim cương tròn. Và hiện tại Kỳ Lăng đang sản xuất, đang ra một phiên bản thứ hai kiểu như vậy, kiểu cái lần này, nhưng mà phiên bản thứ hai là Kỳ Lăng đính 3 viên kim cương 5 ly 4. 3 viên 5 ly 4 này là Kỳ Lăng tuyển chọn đồng đều nhất, đẹp nhất. 3 viên nằm trong những viên đẹp nhất về nước D, ba Excellent, VVS1 và Quỳnh Quang Non. Chiều cao và mặt bàn chuẩn, nói chung là các thông số tuyệt vời để chọn lựa, để tuyển chọn vào chiếc kính này. Thì xin mời quý khách hãy đón xem video clip sản phẩm đó nhé.
cũng như sợi dây thắt lưng và cái mặt dây thắt lưng Kỳ Lân đang đeo. Đây là cái mặt được kết hợp giữa vàng hồng và vàng trắng. Ở xung quanh thân là vàng trắng và ở giữa là logo bằng vàng hồng. Và trong cái logo Vương Miện này sẽ có 3 viên kim cương vuông to. Và kể cả những cái combo, những cái option mà Kỳ Lân chọn nó đi theo với nhau. Ví dụ như là đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng là hai bên có hai cái logo bằng vàng nguyên khối và đính 3 viên kim cương vuông trên mỗi cái logo. Và da đây là da cá sấu từ các hãng chuyên thuộc da ở các nước trên thế giới, chuyên sản xuất da thuộc da cho các hãng thời trang lớn trên thế giới này. Và nó là một sự combo, sự kết hợp kể cả cái dây thắt lưng đi với đôi giày và cái túi xách mà Kỳ Lân đang sử dụng. Kể cả cái ấp lưng cho điện thoại Kỳ Lân đang sử dụng cũng là da cá sấu này. Nguyên một combo đồ da kết hợp với một cái chiếc điện thoại Vertu 1.6 full vàng và full kim cương là một sự hài hòa vô cùng. Logo ghim cài áo này Kỳ Lân cũng đúc từ vàng nguyên khối ra và đến 3 viên kim cương vuông. Bên trong cái cuốn, cái chốt là cũng bằng vàng nguyên khối luôn. Khi mà chúng ta đi gặp đối tác, chúng ta đi ký hợp đồng, chúng ta đi làm việc mà cầm một cây bút giá trị này, sẽ rất tự tin khi chúng ta cầm một cây bút giá trị để ký lên trên những hợp đồng giá trị rất lớn và xứng tầm để mà chúng ta làm việc với những đối tác lớn. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ soi bằng máy để coi độ hoàn thiện, độ tỉ mỉ, độ hoàn hảo của một sản phẩm cao cấp luxury mang tên Kỳ Lân Luxury. Từ cái ổ đến hai con mắt rồng rất là sắc sảo, sắc nét và chi tiết. Kể cả những cái vải rồng cũng rất là tinh tế. Vải rồng 3D rất đẹp. Với kỹ thuật máy móc hiện đại, chuyên nghiệp dành cho phục vụ cho những sản phẩm cao cấp và kỹ thuật chuyên môn cao dành cho sản phẩm cao cấp thì sản phẩm mới được hoàn hảo như vậy. Từ vải rồng, từ chi tiết. Và đây là một sản phẩm áp dụng rất nhiều máy móc chuyên nghiệp, chuyên môn. Đương nhiên đây là một cái bút hoàn toàn đúc bằng vàng nguyên khối. Và Kỳ Lân sẽ áp dụng với kinh nghiệm chuyên môn của mình và máy móc hiện đại của mình để Kỳ Lân nhận định đây là vàng nguyên khối. Nhưng đó là đối với bản thân Kỳ Lân. Nhưng đối với quý khách hàng của Kỳ Lân thì tất cả sản phẩm Kỳ Lân khi giao lưu với bất kỳ khách hàng nào, Kỳ Lân sẽ mang những sản phẩm này đến những trung tâm được cấp phép giám định, kiểm định sản phẩm vàng bạc đá quý. Và những nơi này họ sau khi kiểm định xong, họ sẽ chứng nhận cho chúng ta bằng những tờ giấy hoặc là đường link trên website hoặc là mã code, chúng ta sẽ check để biết được là an toàn chính xác. Sản phẩm này thì Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện xong nên Kỳ Lân thực hiện ngay clip. Xong clip này Kỳ Lân sẽ bắt đầu cho đi giám định ra giấy. Và ví dụ cụ thể như đây là chiếc nhẫn đồng hồ được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và đến kim cương. Và Kỳ Lân đã đi giám định rồi. Đầu tiên là Kỳ Lân sẽ đến những nơi mà nơi này là họ sẽ gọi là họ quan phổ. Họ chuyên quan phổ cho cửa hàng vàng bạc đá quý, các cửa hàng vàng luôn. Họ cứ có vàng gì đem đến đây để phân tích thành phần vàng là bao nhiêu vàng. Ví dụ như là chiếc nhẫn này thì đây là vàng là 75%, đồng là 21%, bạc kẽm bao nhiêu phần trăm đó. Chúng ta chỉ quan tâm đến là vàng là bao nhiêu phần trăm thôi. Thì đây là dành cho các cửa hàng vàng nên là những tờ giấy như thế này để cửa hàng biết được là ok. Và đây là cái giấy mà để chúng ta biết rõ nhất rồi. Sau đó Kỳ Lân sẽ mang đến trung tâm Doji chẳng hạn, hoặc Doji hoặc là SGC. Và nơi này họ sẽ, đầu tiên là họ sẽ kiểm tra trước sơ bộ. Nếu như sản phẩm ok, họ sẽ nhận và họ nhận ra giấy chúng ta. Thì họ sẽ ghi rõ luôn là vàng gì. Vàng gì, vàng hồng. Rất rõ luôn, vàng hồng 18K và 44 viên kim cương. Và viên kim cương bao nhiêu ly, có luôn Very good. Và bao nhiêu gram, họ ghi luôn 135.92 gram. Và họ in cái sản phẩm chúng ta lên hình đây. Họ chụp hình, họ in lên đây và họ niêm phong cái tem. Và tương tự sản phẩm họ cũng niêm phong trong cái bịch này mà Kỳ Lân đã cắt ra để trưng bày vào tủ của mình. Thì khi quý khách mua, quý khách có thể đi lại
giám định lại bất kỳ chỗ nào, nên yên tâm tuyệt đối. Vâng, và như vậy là video giới thiệu về chiếc bút bằng vàng nguyên khối trên 100 triệu đồng đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này, cũng như follow kênh TikTok của Kỳ Lân Luxury để xem những video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới, hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury nhé, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân theo số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.